Tại sao hảo? Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 21 tương với phần 3 bài 19 quyển 2. Đầu tiên là từ thử. Sì. Sì. Thử quần áo. Sì yì phù. Sì yì phù. Thử một chút. Sì sì. Sì yì xà. Bạn thử một chút xem. Nǐ shì shì bà. Nǐ shì yì xià bà. Cái áo phao này. Zhè jiàn yǔ róng fú. Zhè jiàn yǔ róng fú. Thử một chút cái áo phao này đi. 试试这件羽绒服吧。试一下这件羽绒服吧。Tôi thử một chút. 我试试。我试一下。Có thể, hãy nghe phản ứng lại. 可以。可 可, 以, 以, 可以, 可以。Được không? Nguyên văn là có thể không? 可以吗? 可以吗? Có thể ngồi được không? 可以坐吗? 可以坐吗? Có thể đi du lịch được không? 可以去旅行吗? 可以去旅行吗? Có thể ngồi máy bay đi không? 可以坐飞机去吗? 可以坐飞机去吗? Có thể thử một chút không? 可以试试吗? 可以试一下吗? Tôi thử chút được không? 我试试可以吗? 我试一下可以吗? Trong trường hợp này, ưu tiên dùng từ 可以 với ý hỏi sự cho phép, thay vì 行吗 hay 好吗? Bây giờ là từ đương nhiên, dĩ nhiên. 当然当然当当然然当然当然 dĩ nhiên rồi. 当然了当然了 dĩ nhiên là không được, đương nhiên là không được. 当然不行当然不可以 trong đó 不可以 dùng với nghĩa nhấn mạnh không cho phép. Đương nhiên không vấn đề gì. 当然没问题当然没问题 đương nhiên là ngồi máy bay đi 当然是坐飞机去当然是坐飞机去 đương nhiên là được 当然可以当然可以đương nhiên là được rồi. 当然可以了。当然可以了。Hãy hỏi lại, tôi thử chút được không? 我试试可以吗？我试一下可以吗？đương nhiên là được.
Tăng ràng khởi ý. Tăng ràng khởi ý. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lấy tiền, rút tiền. Chuyển tiền. Còn lấy cái khác nữa. Hãy ở bía tờ. Phòng làm việc, văn phòng. Bản cung sử. Vị này là giáo sư Trương. Trở vệ sư Trang Giao Sâu. Trở vệ sư Trang Giao Sâu. Cái đỏ nhẹ hơn. Khúng đờ bí giao chinh. Một cái ô. Y bà yu sản. Uống cốc bia. Hơ bây bí giảo. Giám đốc của một công ty. Yi gia công sư de jing lý. Lên mạng tra tài liệu. Sàng wǎng chá zư liào. Siêu thị. Chào shì. Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe và môn đọc hiểu. Zhu hợp khở, khẩu yu khở, thính lý khở và yue đu khở. Điện thể đi ra thư viện gửi bưu phẩm. Xuân biện chủy yếu chí chỉ bao của. Một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Ý cửa ngoại mạo thoán chủy Sảng Hải tham quan. Giúp mình tưới hoa một chút. Băng hùa treo ý xả hoa. Loại ngắn một chút. Toán ý đoàn đợ. Thử một chút dĩ nhiên là được. Sự thật đương nhiên có thể.